sáng ngày 25 tháng 5 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ra Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương và đông đảo người dân huyện Đức Cơ. Về phía nước bạn Campuchia có đại diện lãnh đạo ba tỉnh Ratanakiri, Songchang, Brebbia, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, học sinh cùng đông đảo người dân đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ để tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ. Ai nấy đều vô cùng xúc động khi thấy 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được các đại biểu và cán bộ chiến sĩ đội K52 nâng niu di chuyển đến khu vực làm lễ truy điệu an táng. Trong một người cuộc chiến tranh vì nước bạn và vì tinh thần quốc tế mà các anh đã ngã xuống và hôm nay mới trở về với được với quê hương, với đất nước của chính mình, thì đó là một điều mà chúng tôi vô cùng cảm động và chúng tôi luôn luôn cảm thấy cái sự hy sinh và cống hiến của các chiến sĩ là một điều cao cả, không thể có gì sánh được. Dạ, hôm nay khi mà được tham gia lễ truy điệu thì em cảm thấy vô cùng xúc động và em sẽ tự hứa với lòng mình rằng là mình phải học tập thật tốt, luôn cố gắng để trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt Bác Hồ và phải để xứng đáng để có thể biết ơn được các công lao của các chiến sĩ đã hy sinh, đã nằm xuống để cho em có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay. Mùa khô năm 2022-2023, cán bộ chiến sĩ đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại ba tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Songchang, Brebbia. Với tinh thần, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng với các anh hùng liệt sĩ, cùng sự giúp đỡ tận tình của chính quyền nhân dân nước bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K52 đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ. Tất cả các hài cốt chưa xác minh được tên, tuổi, địa chỉ, song đều lấy được mẫu sinh phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, qua hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K52 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 1.468 hài cốt liệt sĩ về nước. Tức là đội K52 đây thì thực hiện nhiệm vụ đến nay là được 23 năm rồi. Về cái khó khăn thì ta cũng là biết cái điều kiện ở Campuchia thì nắng nóng, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thì lầy lội. Địa bàn từng các khu vực chiến đấu hiện nay là do tác nhân, do con người ta làm khai hoang, làm rẫy hết rồi, nên là việc bảo đảm để nắm thông tin đối với lực lượng hiện nay rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm, ý chí, nghị lực của cán bộ chiến sĩ đội 52 đã được xác định ngay từ đầu. Anh em đã vận dụng nhiều cái phương pháp, trong đó cái phương pháp mà cùng ăn, cùng ở, cùng làm để nắm thông tin là nó hiệu quả nhất. Đấy, căn cứ vào cái mức độ đó thì năm trước và những năm nay á, thì cái kết quả chúng ta đã đạt được cái chỉ tiêu đề ra. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Rơcom Sa Duyên cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định đã thỉnh chuông nguyện cầu hương hồn các liệt sĩ. Tiếp đến, đại biểu hai nước cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng vòng hoa tươi thắm và thắp nén hương thơm, thể hiện sự tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú, người chiến sĩ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Vĩnh biệt các liệt sĩ, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
nguyện làm hết sức mình cùng với cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiếp tục giữ gìn vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu và đội tiêu binh đã thực hiện nghi thức an táng 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Từ nay, các liệt sĩ sẽ mãi mãi yên nghỉ trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ.